Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình tại quốc tuấn.info. Ở bài này tôi sẽ giới thiệu về router có trong React.js. Router hỗ trợ bạn điều hướng website khi bạn nhấn vào liên kết nào đó. Thì khi bạn nhấn liên kết thì lúc này website bạn sẽ được tải nội dung mới về, nhưng mà website bạn sẽ không bị reload lại. Thì điều này giúp cho website bạn cảm giác thân thiện với người dùng hơn. Được chưa nào? Rồi, thì để tìm hiểu về router thì lúc này tôi sẽ tiến hành là hướng dẫn bạn làm một cái project nhỏ nhỏ về nó. Được ha, thì tôi có chuẩn bị như sau. Thì bước nhất tôi sẽ quay lại project ở đây và tôi sẽ chuột phải git path here, tạo project mới bằng lệnh là create react app lesson 05 router, tôi enter. Được chưa nào? Tôi có chuẩn bị cho bạn sang giao diện ở đây. Được ha, mình sẽ có bao gồm trang chủ, trang sản phẩm và trang liên hệ. Và chúng ta sẽ cần nhúng toàn bộ giao diện này vào trong cái ứng dụng React của chúng ta. Thì khi nhúng vào xong rồi thì lúc này bạn cần phải phân chia nó thành những cái cầu nên riêng biệt. Thì như sau. Đây. Cầu nên về trang chủ thì bạn có thể cắt thành những cầu nên như thế này. Đó, những cái khoanh tròn của tôi. Được chưa nào? Về liên hệ cũng như vậy, thành những cầu nên riêng. Và lúc này về trang chủ cũng như vậy, cầu nên riêng biệt. Được ha? Rồi, thì mình sẽ tìm hiểu về nó. Thì sau khi bạn cài đặt xong rồi thì mình sẽ tiến hành là nhúng toàn bộ để chúng ta vào trong phần mềm Visual. Vậy cho nên tôi sẽ mở Visual lên sẵn nha bạn. Mở Visual lên. Rồi ở đây tôi chọn vào đây ha. Tôi sẽ chọn vào Open Folder để mình thể nhúng vào. Thì bây giờ mình sẽ chờ đợi cho hàng này cài đặt thành công. Thì ở trong đây tôi đã chuẩn bị cho bạn sẵn folder template, folder để chứa toàn bộ những vấn đề về CSS nè, font nè, JS. Và ở trong cái phần index.html là cấu trúc của file index thì mình cũng có về CSS như thế này và JS ở phía dưới. Được ha? Nhiệm vụ mình sẽ nhúng hai cái này vào trong đâu ạ? Vào trong cái ứng dụng React chúng ta. Được ha? Rồi bắt đầu làm. Rồi. Tiến hành là nhúng cái project vào Open Folder. Mình sẽ chọn router ở đây, tôi select folder. Thì bước thứ nhất tôi cần tiến hành là tạo ra một cái folder về component. Component. Tiếp tục một folder để quản trị app component. Mình sẽ di chuyển app CSS nè. Rồi, app JS nè. Và một cái file là logo vào trong folder app cho nó hoàn thiện. Đồng thời mình cần phải chỉnh sửa lại file index.js chúng ta. Ở đây mình sửa vào gì bạn? Component. Vào cái app. Là xong, mình save lại. Chạy thử thì bạn có thể chuột phải đây, chọn Open in Terminal. Mình gọi lệnh là npm start nha. Rồi, start xong thì lúc này nó sẽ mở tên được cái website như vậy. Được chưa bạn? Là thành công. Đúng chưa nào? Tiếp tục mình cần phải nhúng giao diện vào thì lúc này như sau. Tôi sẽ copy cái folder template chúng ta vào trong folder public của ứng dụng. Tôi add vào. Và mình sẽ mở cái file index.html ra để mình khai báo thư viện JavaScript và thư viện CSS vào. Rồi, ở đây thì tạm thời tôi không cần những ghi chú này nữa, tôi bỏ đi cho nó gọn. Rồi, mình chỉ cần copy lại cấu trúc của CSS, đúng nào? Vậy đây mình phải copy phần này vào JavaScript trước nha. Rồi, mình bắt vào. Rồi, kết lên trên thì mình sẽ có phần CSS ở đây. Tôi cũng copy, tôi bắt vào. Rồi, thì ở đây mình vào template thì chưa đúng như lắm. Mình phải vào đâu rồi? Public URL, đúng nào? Mình sẽ có public URL ở đây. Copy nội dung. Để vào đây. Để vào đây. Được chưa bạn? Ok ha. Và sau khi xong rồi thì mình có thể là kiểm tra lại. Được chưa? Không có lỗi gì hết. Bạn phải chụp phải kiểm tra. Không phải có lỗi gì hết. Đúng không nào? Rồi tiếp tục mình sẽ tiến hành là mình sẽ nhúng nội dung HTML vào. Thì bây giờ tạm thời tắt file này đi ha. Tắt file này đi không cần nữa. Đóng bút đi luôn thì nó gọn. Rồi phân tích tiếp tục. Chúng ta sẽ có những vấn đề gì? Mình sẽ có vấn đề về ở đây trang chủ, mình sẽ có là cái menu chúng ta ở đây, được chưa bạn? Thì mình sẽ cắt một cái component riêng. Vậy lúc này mình có thể như sau,
tôi sẽ mở ra cái folder này, tạo ra một cái folder về navigation để chứa cùng chúng ta, được chưa bạn? Rồi rồi thì mình có thể là chứa cái menu vào đây, menu chúng ta ở đây là bạn, mình copy menu ha, mình bỏ nội dung copy này, đó là HTML thì đương nhiên mình bỏ vào nó sẽ không chạy đúng như nào, thì mình phải chuyển thành gì bạn? JSX, và mình sẽ có như sau: HTML cho JSX. Rồi đây thì mình tắt cái đi, không cần, bỏ này vào cho nó chạy nha, là xong, được chưa bạn? Rồi thì bây giờ mình có cái folder này rồi, thì mình mở folder ra, tạo cái file là file navigation.js, tạo cấu trúc của component, và mình cũng tiến hành là tạo tên đó là navigation ở đây. Tiếp tục tôi copy nội dung ở trong phần này, tôi để vô đây để mình có thể là kiểm tra và chạy thử. Rồi phần này ok, tôi tap vào cho nó đẹp hơn nha. Rồi tôi save lại, được chưa bạn? Mình đã có được phần nào navigation đây rồi. Tiếp tục mình cần một cái nội dung component như thế này, phần home thì mình cũng làm từng bước như vậy. Mình cũng sẽ có một cái là folder tên là folder home, và một cái là file home.js, home.js, và tôi cũng có component về như vậy. Thì lúc này chúng ta nhìn tôi như sau, mình sẽ copy nội dung này ha. Mình sẽ không copy nội dung container, mình sẽ copy nội dung ở phần này, tại vì những cái trang kia, những cái trang về sản phẩm bạn cũng có container, ở phần liên hệ bạn cũng sẽ có container ở đây, cho nên tôi sẽ cần container một cái chung như bạn, cho nên mình sẽ copy phần nội dung bên trong thôi, container mình không copy nhá. Vậy trong index này nội dung mình copy lại, rồi copy nội dung này, được chưa bạn? Nội dung của bạn ở đây, được ha. Phần footer tôi sẽ không copy luôn, copy phần nội dung chính giữa thôi là bạn, được nha. Có nghĩa là từ đầu deep row cho đến đóng ở đây như bạn, copy nội dung này. Rồi tôi cũng sẽ để vào cái phần này, tôi bắt vào, được chưa bạn? Rồi copy nội dung đây, tôi quay lại component chúng ta, đây là home. Rồi dùng này tôi sẽ bắt vào. Vì ở đây chúng ta có một cái ghi chú bên ngoài cho nên nó bị báo lỗi như vậy, bạn có thể bỏ đi. Vì quy tắc khi bạn làm việc với thằng component, bạn muốn chứa nội dung component thì bạn phải chứa trong một cái vùng thẻ đóng nào đó, cái vùng nội dung nào đó ha. Ví dụ bạn thêm một thằng deep ở ngoài bạn chứa, còn không sẽ báo lỗi liền. Rồi ở đây thì tôi có thể là đâu là tôi làm gì đây, tôi tap vô cho nó gọn nha bạn. Rồi tôi tap đi vào. Rồi tôi save lại là xong. Đây là home, được chưa? Tiếp tục mình sẽ có nội dung nữa là nội dung về footer. Ở đây thì tôi cũng copy nội dung footer này cho nó gọn, một component riêng. Rồi tôi cũng tạo ra một cái là footer. Tiếp tục tôi sẽ tạo ra một cái là footer.js free component footer, và đây là nội dung của tôi. Được chưa nào? Rồi tôi sẽ đóng lại như vậy, tại vì nó sẽ tự đóng các bạn, được ha. Tôi bắt vô là xong. Thì mình đã có được cái component footer rồi, mình đã có component home rồi, mình đã có component navigation rồi. Nhiệm vụ chúng ta sẽ tiến hành làm gì? Gọi nó mà chạy thôi, đúng không bạn? Thì để chạy được nó thì lúc này như sau, tôi sẽ đóng bớt lại, tắt bớt đi, và tôi cũng đóng lại cho nó gọn, bung ra lại như bạn. Mình sẽ vào đâu để chạy nó? Mình sẽ vào là file app component app.js. Hiện tại tôi không cần nội dung về CSS logo hết, tôi bỏ đi. Tôi cũng không cần nội dung hiển thị này, đúng nào, bỏ đi luôn, được chưa nào? Rất đơn giản. Thì bạn có thể làm như sau, bạn có thể tạo ra một cái vùng deep để chứa toàn bộ. Vì quy tắc nếu trường hợp bạn để thằng navigation đây thì nó sẽ không chạy được, tại vì khi bạn muốn chứa được một component thì bạn phải đặt trong một cái vùng wrapper nào đó, được chưa bạn? Rồi tôi sẽ chứa một cái navigation. Được chưa nào? Một navigation của tôi này. Đấy, tôi sẽ chứa nó vào, được ha. Rồi, tên như nó
ở đây deep đóng, deep mở, rồi ở trong đây tôi có nav, được chưa? Nó sẽ gọi thư viện navigation vào chúng ta. Ok chưa nào? Rồi tiếp tục mình sẽ chứa nội dung gì nữa? Mình sẽ chứa nội dung về cái thằng home, đúng không nào? Thằng home chúng ta. Và rõ ràng lúc nào thấy rõ ràng là khi mình chứa thằng home thì thằng home này nó là chưa có cái vùng gì bằng, chưa có vùng về container. Chứ nó mà có bị container nè, để vào trước. Được chưa bạn? Trong app nè, container nè, đúng không? Và đây đóng container lại. Và đây mình đang sử dụng cấu trúc của thằng JSX chứ không phải là last name. Trong được class như bạn, phải là last name container. Mình sẽ gọi thằng gì vào? Thằng home vào. Home vào. Rồi, và đây mình sẽ có một cái vùng nữa là vùng footer. Foot. Bạn cũng nên gõ vào để cho nó thư viện rồi nhá. Foot. À, bạn phải mở lên cái file để nó hội được. Được chưa nào? Bây giờ để cái file lên, mở lên cái file để cho nó gọi thư viện vào. Đây, foot. Đấy. Đó, bạn mở file lên thì nó sẽ gọi dễ hơn. Được chưa nào? Mình đã có nhúng cái được cái thư viện nó vào, cái command nó vào rồi. Bây giờ xong rồi thì mình chạy thử có đi được hay không nha bạn, nhiều khi chạy lỗi như thế nào. Rồi mình chạy thử đây nè. Đấy, nó chạy được rồi. Chạy được rồi thì tôi có thể là kiểm tra phần tử để xem có lỗi gì không nha. Nó có lỗi đây. Nó có lỗi ở dòng navigation gì đó, href bị đúng mà. Navigation, mình kiểm tra lại cái phần navigation chúng ta. Trong phần navigation nó bị href ở đây thì tôi thấy cho một cái chuỗi rỗng. Rồi. Tiếp tục href đâu nữa nào? Hrep ở đây thôi, và tôi save lại. Kiểm tra. Dòng 19. Ở đây tôi có một cái hrep cũng là một cái chỗ rộng. Rồi, tiếp tục ở dòng home, đúng không ạ? Ở dòng home ở đây thì tôi mở home ra kiểm tra kết quả. Thì ở đây tôi có những cái hrep nào. Ví dụ tôi sẽ có hrep. Rồi, tôi sẽ rồi tôi sẽ ghi đây nhá, grep ở đây tôi sẽ ghi làm cái chuỗi rộng như vậy, copy thay đổi từng cái một nhá, rồi ở đây cũng như vậy, boom ra mình cũng sẽ có nhắc grep này thành những cái chuỗi rộng, được chưa bạn? Là xong rồi, xong xuôi mình có kiểm tra quả lại thì bạn thấy rằng nó không còn lỗi gì nữa. Mà hiện tại mình thấy một điều là ở đây á, chúng ta bị sát lên trên quá, đúng không? Bị sát cái lên trên quá thì bạn có thể viết như sau. Bạn có thể quay lại cái phần là app, được chưa nào? Trong cái phần này bạn phải đọc một cái nữa là ví dụ như là container hoặc ID đi. ID là content, main content chẳng hạn như vậy, main cái content. Và bạn viết sẽ cho nó, viết sẽ cho nó hiệu quả hơn ha. Ở đây bạn bung ra, bạn chọn vào template CSS nè, my style, cái xuống dưới main content, và tôi đây là ID, tôi viết một cái là margin top tầm khoảng là 80 pixel, và tôi save lại chạy thử. Bạn thấy không rằng mình đã hoàn thành xong cái phần nội dung này. Thì những cái phần sản phẩm liên hệ thì tôi sẽ hướng dẫn bạn video sau để mình có thể chuyển thành cái component riêng, và tôi nghĩ là bạn hãy tự động chuyển được, đúng không nào? Thì tôi hy vọng bạn hãy làm trước chúng tôi phần đó nha, chuyển những cái ví dụ như là về sản phẩm nè, liên hệ nè, thành những cái component, được chưa nào? Rồi xin chào và hẹn gặp lại bạn video sau.